Tập 32. Chính là ở đây. Năm đó cũng là ở đây. Amit, đang có thể nhớ lại chút nào không? Chính tại nơi này cũng là nàng và ta. Chúng ta cùng nhau dập tắt ngọn lửa của Bách Lý Sơn. Sau đó còn bị Đồng Tranh truy sát. Ta nói ta là Xích Dân, nàng không chịu tin ta, còn gọi ta là... Người cứ đứng đây đi, ta đi dập lửa. Nàng vẫn còn chưa nhớ ra, vậy thì đừng dập lửa. Người không nghĩ tới Bách Tính dưới chân núi hay sao? Năm đó lửa Bách Lý Sơn khiến họ hoảng sợ lắm rồi. Bây giờ người tạo lửa trên núi này, e là đêm nay họ phải sống trong lo sợ tột cùng. Cậu không mau dập lửa đi sao? Sao nàng biết dáng vẻ hoảng sợ của Bách Tính năm đó? Nàng nhớ lại hết rồi sao? Nghĩ thôi cũng biết được mà. Những Bách Tính đó không luyện linh lực, đối với thiên tài kiểu này họ giống gì không chống đỡ được. Đoán thôi cũng đoán ra mà. Buông ra. Nhiều lời ác thất bại, ngươi không thể chơi dưa không chứng với hắn ta được. Dập lửa rồi, lập tức về Thiên Dương. Nàng dập được lửa sao? Tốt quá rồi, nếu nàng dập được lửa, chúng ta có thể đi đào bảo dược. Người tránh ra đi. Đó là gì vậy? Lạnh quá. Cầm lấy. Trốn sau lưng ta, đừng chạy lung tung. Phải muốn có ngươi, chẳng qua là hắn muốn để ngươi tận mắt chứng kiến bản thân ngươi trong mắt ca ca và trượng phu còn không bằng một đồ vật. Tuyên Dương Nhược, đẩy hắn ra, để hắn thả ngươi đi. Về Tuyên Dương. Được thôi. Người đồng ý sao? Ta hy vọng nàng nhớ lại chuyện của chúng ta, nhưng ta không mong nàng phải đau khổ. Trước khi nàng quay về, ta mong nàng đồng ý với ta một chuyện. Là chuyện gì? (Cười)
Sáng mai đưa ta về Bất Quy Cốc. Sau đó nếu như nàng muốn đi, ta sẽ không cản nàng. Tới rồi, chính là ở đây. Nè, vết thương của ngươi ngày càng nghiêm trọng rồi, để ta chữa cho ngươi. Không cần đâu. Nàng có ấn tượng với nơi này không? Không có. Chắc là nàng phải nhớ cây đào này chứ. Ngươi đừng nói nữa, bị thương mà còn nói không ngừng. Qua đây ngồi chút đi. Lễ chọn hoa năm đó, chúng ta dưới gốc cây hoa đào này nghe người dân Dược Cương hát tình ca. Áo choàng này là nàng tặng cho ta. Đây là thứ ta quý nhất. Áo choàng đỏ này và cây hoa đào này tượng trưng cho tình cảm của chúng ta. Đừng nói nữa. Năm đó ta và nàng cùng hứa, năm nào cũng sẽ gặp nhau dưới gốc cây hoa đào này. Nhưng ta lại hai lần thất hứa. Lần đầu là do Quyền Mục Dương đời trước qua đời, ta bị ép ở lại Quyền Mục Sơn. Lần thứ hai, nàng mang áo choàng đỏ tới tặng ta, hẹn gặp ta dưới gốc cây hoa đào này. Ta lại tự chuốc lấy phiền não, đã tới chậm một bước, còn trách nàng không giữ lời hứa. Ta quên rồi, ta thật sự đã quên rồi. Người có giữ lời hay không, có tin ta hay không thì cũng có sao. Tất cả cũng qua hết rồi, người tha cho ta đi. Bây giờ ta chỉ muốn sống một cuộc sống mới, sống đơn giản một chút. A Mịch à, nàng có biết trong việc ma trận đã xảy ra chuyện gì không? Ta thấy nàng đứng giữa thi thể các huynh đệ của ta, cầm một thanh đao đẫm máu. Dạ Phong thì muốn giết nàng. Nàng đã nói tất cả không phải do nàng làm. Cuối cùng ta đã chọn tin tưởng nàng, tự vẫn mà chết. Lúc đó thật sự ta không biết, những điều đó chỉ là ảo giác. Nhưng phải công nhận sức mạnh của việc ma trận này thật thú vị. Sau khi ta tự dẫn, tâm tình vẫn chưa ngừng lại. Ta thật lòng không biết mình đang ở đâu. Ta vẫn luôn cố nhớ lại những chuyện giữa ta và nàng. Rồi ta mới phát hiện ra, thì ra ta luôn là người sai. Ta đã không giữ lời hứa. Ta đã không tin tưởng nàng. Tuyên Dương Nhược, ngươi mềm lòng rồi sao? A Mịch, cho ta thêm một cơ hội đi. Ta biết rồi, nhìn vào mắt nàng ta biết rồi. Nàng vẫn chưa từng quên ta. Nàng vẫn còn nhớ ta mà đúng không?
Ngươi do dự? Ngươi đang do dự cái gì? Từ chối hắn? A Minh, nàng hãy ở lại đi. Ở lại bên cạnh ta. Nàng đừng rời xa ta nữa mà, được không? Ta là Dương Tử Phi của Thành Lương, làm sao có thể ở bên ngươi? Nhưng trong lòng nàng vẫn còn có ta. Ta sẽ đem thứ quý giá nhất của mình toàn bộ giao hết cho nàng. Trái tim này của ta là tất cả, ta trao hết cho nàng. Cho dù nàng thật sự quên, ta hãy chỉ giả vờ quên. Bây giờ ta đường đường chính chính tới nói với nàng, nàng là nữ nhân của ta, ta là nam nhân của nàng. Trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng sẽ vậy. Ta sẽ mãi bám lấy nàng. Nếu như nàng đồng ý, bây giờ hãy đi cùng ta. Nếu nàng không đồng ý, tốt nhất nàng nên dứt khoát. Nhân lúc ta đang bị thương nặng mà giết chết ta đi. Nếu không thì vết thương của ta bình phục, ta sẽ không từ thủ đoạn mà bám lấy nàng, khiến cho nàng vĩnh viễn không có cách nào đuổi ta rời khỏi nàng. Người đã đồng ý với ta để ta về Tuyên Dương. Phải, đúng là ta đã đồng ý. Nàng có thể đi, ta sẽ không cản nàng. Nhưng mà trước khi nàng đi, nàng buộc phải giết chết ta trước. Không có nàng, ta sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chôn ta dưới cây hoa đào này. Vậy là nàng có thể thực sự quên được ta. Chôn ta cùng với tấm áo choàng này dưới cây hoa đào này. Chôn ta giữa đại quan này. Tuyên Dương Nhật, giết hắn, mau giết hắn. Nghĩ tới thù hận của ngươi, nếu tới vị trí của Tuyên Dương Dương, chẳng trước mắt ngươi giờ chỉ có Xích Dương. Giết hắn mau. Nếu vậy ta sẽ giết ngươi. Làm tốt lắm, quả nhiên ta không nhìn lầm. Giờ thì cho hắn một kích cuối cùng. Câm miệng, mau cút đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta cút sao? Cút, cút khỏi trái tim của ta. Ta yêu chàng ấy. Tại sao vậy?
Sao chàng có chết cũng không chịu từ bỏ chứ? Được chết trong tay của nàng đã là kết cục tốt nhất của ta rồi. Là đồ xấu xa. Rõ ràng chàng biết chàng bị thương thì tim ta sẽ đau đớn, vậy mà còn thúc ép ta làm gì? Chàng là kẻ xấu xa dày dò người khác. Xấu xa. Amin. Nàng là Amin của ta. Nàng là Amin của ta. Nàng là Amin của ta. Cuối cùng nàng cũng về bên ta rồi. Nàng trở về rồi. Amin, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta là một kẻ xấu xa. Ta là kẻ ngu ngốc không biết tốt xấu. Nàng muốn khóc cứ khóc đi. Khóc hết tất cả ấm ức và khổ cực bao năm qua của nàng đi. Ta không muốn nhớ chàng. Ta không muốn nhớ chàng. Sao ta cố gắng giả vờ không nhận ra chàng cỡ nào, chàng cũng không chịu buông tay. Bản thân mình, ta thật vô dụng. Ta không thể quên được chàng. Ta rất yêu nàng. Ta hận chàng. Diệt Liên, A Bịch đã về chưa? Vẫn chưa, nhưng mà chàng đừng lo quá. Thực ra ta đã nghĩ cả đêm. Lần này ta quyết định sẽ cho A Bịch một cơ hội lựa chọn cho mình. Dù mùi ấy chọn gì, ta cũng sẽ ủng hộ. Được rồi, biết là chàng thương A Bịch. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mẫu thân đang đợi chúng ta đó. Đi. Ta không còn là A Bịch lúc trước nữa rồi. Dù nàng có trở thành ra sao, vẫn là A Bịch của ta. Ý ta là ta có khả năng là ma. Sức mạnh trong người của nàng đúng là hơi kỳ lạ. Không phải kỳ lạ, mà là đáng sợ. Vậy thì đã sao?
Đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của ta. Ta đã cố khắc chế rồi, nhưng vẫn lúc có lúc không mà thoát ra ngoài. Các đại thần Tuyên Dương đều sợ sức mạnh này của ta, nên phụ vương và đại ca liên thủ hạ cấm chế với ta, giúp ta khống chế nó. Đại ca dặn đi dặn lại không cho ta nói với ai khác. Quỳnh đế sợ nếu có người biết sẽ xem ta như ma vật của Ngô Nguyên rồi giết ta. Lửa có thể giữ ấm, cũng có thể giết chết sinh linh. Nước khiến hoa cỏ sinh sôi, cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Mặt trời khiến vạn vật sinh trưởng, cũng khiến con người diệt vong. Sức mạnh không đáng sợ, mạnh quá mức mới đáng sợ. Ta vốn dĩ tu luyện một linh, nhưng tại sao quả linh xuất hiện đột ngột trong cơ thể của ta? Ta không thích mình ở hiện tại. Nàng không cần căm ghét chính mình, chỉ là vô tình vận dụng thứ không thuộc về sức mạnh của nàng thôi. Nhưng nàng cũng phải cẩn thận, vì sức mạnh này là hiểm họa khôn lường. Phát ra thì dễ, thu lại thì khó. Nhất định không được dùng quá mức. Bởi vì sức mạnh này không phải nàng vất vả tu luyện thành, nên cơ thể của nàng không thể khống chế được nó. Trong lúc hại tới người khác, cũng hại chính bản thân mình. Đúng vậy, cũng giống như vừa rồi. Rõ ràng ta chỉ muốn lá cây rơi xuống, nhưng lại hủy hoại toàn bộ cây. Xích Dân, nếu ta thật sự giống như lời Ngạn Hoa đã nói, ta là ma vật Ngô Nguyên thì sao? Nếu nàng là ma, ta sẽ quá ma cùng nàng. Nếu thật vậy chẳng phải tốt hơn sao? Cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi thế gian vô vị này rồi, chỉ có nàng và ta. Đệ không cần tỷ gánh vác cái gì giúp đệ. Đệ là nam nhân, tỷ là tỷ tỷ của đệ, đệ phải bảo vệ tỷ chứ không phải là tỷ bảo vệ đệ. Tỷ, tỷ không cần hà khắc với mình như vậy. Chẳng phải là tỷ yêu tướng quân của Lăng Vân sao? Mau đi tìm hắn đi, hãy ở bên người mình yêu. Dù tỷ có quyết định ra sao, đệ cũng ủng hộ tỷ. Bởi vì bây giờ đệ có năng lực bảo vệ tỷ rồi. Đệ là hào hứa, Quyền Mục Dương hào hứa. Sau này tỷ không cần lo lắng cho muội nữa. Tỷ tỷ có thể sống theo ý nguyện của mình rồi. À, qua đào trên Ngọc Sơn, tỷ tỷ đem về cho muội rồi nè. Muội xem. Thank you.
Tỷ tỷ, đẹp thật đó. Tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã cho muội một giấc mộng đẹp như vậy. Bây giờ thì muội mệt rồi, muội muốn được đi ngủ. Ta thật sự buông bỏ được mọi thứ để tìm huynh sao? Thường nói trăm hoa như trăm nữ nhân, mỗi cành mỗi lá đều hoan hỷ, quả nhiên không sai. Người tới rồi. Không cần đa lễ. A Mịch đâu rồi? Sao ta không thấy nó vậy? Nó thấy hơi buồn chán nên xuống núi đi dạo rồi. Sao bà lại tùy tiện để cho nó xuống núi? Ta vẫn phải xem tình hình thân thể bị phong ấn của nó. Bây giờ tình hình sức khỏe của A Mịch nhất định phải vô cùng cẩn thận. Lúc nào nó cũng có thể trở thành đối tượng bị người trong thiên hạ công kích. Đợi khi nó trở về, ta sẽ kêu nó tìm người. Hơn nữa, có dục thần canh chừng, người cũng không cần quá lo lắng. Hài tử dục thần này quả thật là không tồi, đáng tin hơn bất cứ ai. Liêu Nhược, bà đã sinh cho ta những hài tử rất ngoan. Nàng đã nghe gì vậy? Tiếng tim đập của chàng thình thịch, thình thịch, rất là mạnh mẽ. Nghe thấy âm thanh này mới thấy yên tâm được phần nào. A Mịch, cuối cùng ta cũng biết cảm giác yên bình hạnh phúc rồi. Chính là ở bên cạnh nàng, cho dù chẳng làm gì, cứ vậy mà bên nhau vượt thời gian. Mọi thứ trên đời này đều không liên quan tới chúng ta. Xích Dân, lại thêm một ngày nữa trôi qua, ta e là mình phải về rồi. Các đại ca vẫn đang chờ đợi ta. A Mịch, nàng sợ đại ca nàng gây rắc rối cho ta, hay sợ Thành Luân gây rắc rối cho ta? Nói cho nàng biết, ta không hề sợ Thành Luân, cũng không hề sợ đại ca nàng. A Mịch, ta chỉ cần nàng, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta. Nhưng ta là Dương Tử Phi của Lăng Dân, dù Thành Luân không truy cứu, Tuyên Dương không truy cứu,
thì dân tộc Lăng Vân cũng sẽ không bỏ qua đâu. A Mịch, nàng đừng suy nghĩ gì hết, những chuyện này cứ để ta giải quyết là được. Sáng mai ta sẽ triệu cáo thiên hạ, ta muốn cưới Mộc Thanh Bình, mặc kệ Lăng Vân Dương, Tuyên Dương Dương, rồi Dục Thần Thành Luân gì đó. Tóm lại nàng là nữ nhân của Xích Dân, nếu họ không đồng ý thì phải qua ải của ta trước đã. A Mịch, chúng ta đã trải qua quá nhiều gian khổ, suýt nữa là âm dương cách biệt. Ta không thể nào mất nàng thêm một lần nữa. Sẽ không có ai cản được ta hết. Lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Xích Duyên, ta không thể tùy tiện hứa hẹn với chàng, như vậy sẽ hại chàng. Tha thứ cho ta, hãy cho ta thêm thời gian. Ta đã đuổi được tâm ma của mình, nhưng ta cũng không còn là Mộc Thanh Bình trước đây. Ta rất muốn mặc kệ tất cả mà đồng ý, nhưng thân phận của hai ta đã không thể tiêu dao tự tại khắp thế gian mà không bị ràng buộc. Chàng là thủ lĩnh của Nhược Cơ, là huynh đệ của Quyền Mục Dương. Ta còn phụ dương của ta, còn mẫu hậu của ta, và còn các ca ca. Bỏ đi, ta không ép nàng nữa. Và nàng nghĩ chúng ta nên làm gì? Lúc ta và Thành Luân thành thân đã định sẵn với nước, sẽ có một ngày chàng ấy cho ta cơ hội tự do lựa chọn. Chỉ cần Lăng Vân không truy cứu, phụ dương mẫu hậu vẫn luôn thương ta, chắc chắn sẽ không nói gì. Lúc đó dù các đại thần trong triều phản đối cũng không còn tác dụng. Chị phải đợi tới khi nào? Nàng vì thể diện của tộc Lăng Vân mà muốn rời xa ta để ở bên cạnh của Thành Luân sao? Không phải như vậy. Không phải chỉ là vì Lăng Vân, chàng cũng biết rồi đó. Thành Luân và Triệu Dân Điện có quan hệ mật thiết, có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục. Nếu vì chuyện này mà Thành Luân sụp đổ, tới lúc đó đại thần trong triều sẽ hỏi tội mẫu hậu, đại ca, thậm chí là cả tứ ca, không ai tránh khỏi bị trừng phạt. Họ đối với ta ra sao chàng cũng biết mà. Ta không muốn liên lụy tới họ. Hãy cho ta thêm thời gian, mai đưa ta về Tuyên Dương Sơn đi, có được không? Được rồi, ta hứa với nàng, A Mịch của ta là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nàng phải đồng ý với ta một điều kiện. Là gì? Cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được sợ hãi. Nàng phải nhớ cho kỹ, ta mãi mãi ở phía sau của nàng. Nếu kẻ nào dám ức hiếp nàng thì hãy hét to Xích Dân, ta sẽ nhảy ra cắn chết hắn. Không biết chàng là thủ lĩnh Nhật Cương hay là sói quan nữa. Cho dù là sói quan thì cũng không thể là sói quan tầm thường được. Phải là một con sói dũng cảm gan dạ, cơ trí thông minh, thần công cái thế, phong thần tuấn lãng, độc nhất vô nhị trên trời đất. Là con sói trung thành với A Mịch của chúng ta. Con sói chỉ thuộc về A Mịch. Được rồi,
tiện đến đây thôi. Yên tâm, ta không sao đâu. A Minh, nhớ kỹ, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng dùng tới sức mạnh trong người. Ta sợ nàng không khống chế được sẽ làm mình bị thương. Được, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Nếu có ai làm khó nàng, hãy nói với ta, ta lập tức chạy tới bên cạnh nàng. Chăm sóc tốt cho bản thân. Chờ ta, chờ ta quay về bên chàng, để chúng ta cùng nhau bạc đầu. Muội về rồi sao? Muội xin lỗi, làm tứ ca tứ tẩu lo lắng rồi. Muội nói gì vậy? Không sao là tốt rồi. Vậy Xích Vân đâu rồi? Hắn lại cho muội về nhà sao? Chính chàng ấy đưa muội về. Bây giờ chắc đã quay trở về Quyền Mục. Vậy muội và hắn... Tiểu muội. Đại ca, muội về rồi sao? Đại ca, vậy là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Để đại ca lo lắng rồi. Bọn ta không sao hết, chỉ có mẫu thân ngoài mặt không nói gì, nhưng mà rất lo lắng cho muội. Muội hãy mau vào trong nói chuyện với mẫu thân đi, đừng có chậm trễ nữa. Dạ được, muội biết rồi. Đại ca, muội đã suy nghĩ kỹ, muội muốn về Lăng Vân. Hả? A Bình, muội đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Tứ ca, đại ca, hai người không cần lo cho muội, để muội tự quyết định đi. Được, sau này đều do muội tự quyết định, bọn ta không can thiệp nữa. A Bình, muội theo ta qua đây, ta có chuyện muốn nói với muội. Diệt Ly, nàng cũng đi cùng đi. Muội không sao chứ? Tứ tẩu yên tâm, muội không sao. A Bình, muội đã hứa với đại ca về Lăng Vân, vậy muội với Xích Vân phải làm sao đây? Muội sẽ tự xử lý. Tứ ca của muội kêu chúng ta ra đây là để nói với muội, sau khi muội sống lại từ Ngu Uyên, mọi người đều vui mừng, vậy nên bọn ta hy vọng là muội hãy trân trọng mọi thứ, sống cuộc sống mà bản thân mong muốn. Đại tài tứ tổng, nhưng mà muội vẫn phải trả lời cho đại thần của Tuyên Dương. Muội biết nếu muội mở lời, Phụ Dương sẽ đồng ý, nhưng mà Phụ Dương phải ăn nói với đại thần ra sao? Muội không muốn Phụ Dương khó xử. Chuyện gì muội cũng nghĩ cho người khác, nhưng mà ai nghĩ cho muội đây? Hôm nay ta và Tri Nhược đều ở đây là hy vọng muội có thể sống vui vẻ hơn. Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta đi. Tứ ca, huynh có hận Xích Vân không? Hận. Nhưng nếu muội có thể tha thứ cho hắn, sao ta lại không làm được chứ? Chỉ cần hắn khiến muội hạnh phúc thôi.